Duy Anh xin chào tất cả các cô chú, anh chị em và các bạn. Thì, trước màn hình chúng ta đang xem đây là một số cây hồ điệp trăm hoa. Đây là những cây hồ điệp trăm hoa màu hồng. Có lẽ là mọi người sưu tầm lan hồ điệp trăm hoa thì cũng đã biết rồi. Để mà có những cây lá bạc đẹp rất là hiếm, mình phải đặt hàng rất là lâu. Đấy, thi thoảng tôi là một trong những người cũng chuyên săn lá bạc mà đặt rất là lâu thì mới có được một lần. Cây này lần này những cây hầu hết là những cây rất là to. Kể cả những cây của Đài Loan họ nhân giống công nghiệp thì chưa chắc đã đo được về cái độ bạc của những cây này nhé. Rất là tuyệt vời. Tuy nhiên cái gì thấy tôi nói, một là nó đi với chất lượng và thứ hai là độ hiếm thì giá nó sẽ cao. Đây thì có hai cái kiểu lá, một là kiểu lá nó hơi bầu bầu một tí và kiểu lá nó hơi dài một tí. Cây rất là tuyệt vời. Đây, cây lá thường. Lá thường và lá bạc nó khác hẳn nhau đấy. Cái tỷ lệ cái đốm bạc của nó ít hơn nhiều và cái mức độ sáng của nó cũng không bằng. Nói chung những bác mà đã sưu tầm lá bạc rồi thì không cần phải so sánh, nhưng mà đây là tôi chỉ đưa ra để cho những ai mà chúng ta chưa quan tâm nhiều ấy thì chúng ta biết thêm một tí. Bây giờ tôi sẽ đánh số ở bên là tôi sẽ đánh mã số và ghi giá để cho mọi người tham khảo nhé. À, trước khi báo giá những cây lá bạc này thì tôi cũng giới thiệu với mọi người, lần này tôi có một số cây hồ điệp thơm Ludi. Cây nó đang còn ở trên rừng về, chưa có vệ sinh gì cả. Những cái bụi mà những cái mọt của lá cây các thứ ấy, bụi rác bụi gì nó còn nguyên. Những cái khóm này bây giờ rất là không muốn tách ra các bác ạ. Mà nếu để này bán thì nó hơi nhiều tiền. Để này thì các cái rễ này nó gần như đang còn rất ổn định. Bị cắt một phần đầu thôi, còn lại phần cơ bản là nó ổn định. Và trồng như thế này về nó rất là nhanh phát triển. Khóm này thì nó cũng chỉ có 1, 2, 3, 4 cây thôi. Ví dụ như mà bác nào mà mua được cái khóm như thế này thì nó sẽ chất lượng hơn này. Cây rất khỏe, chúng ta về trồng nó gần như không bị chột, gần như không bị rụng lá đâu. Đấy, cái khóm này còn có 1 cây con, 2 cây con, 3 cây con nữa. Rồi Intermediate, rồi Amabilis, rồi Apho, các thứ là tôi đều có cả nha. Nếu bác nào muốn sưu tầm thì các bác cứ có thể nhắn tin vào Zalo, rồi tôi sẽ cung cấp. Còn hôm nay thì tôi chủ yếu giới thiệu lá bạc, rồi một số cái cây như là cây hồ điệp sừng nai. Cây rất đẹp, cây lấy từ Indonesia về các bác nhé. Sừng nai thì nó có mấy cái mảng màu, trong đó thì có màu nổi bật nhất là màu đỏ này này. Màu này thì rất đẹp, mà trước đây tôi rất là thích mà tôi đi sưu tầm mãi mấy năm rồi bây giờ mới tìm được nó. Thì đối với sừng nai màu đỏ này lại không thơm. Còn cái cây sừng nai màu vàng, đây là một sừng nai màu vàng chấm nâu, cây rất là khỏe mạnh, đúng nó khỏe như kiểu là người Indonesia luôn, cực khỏe. Giá thì cũng không đắt lắm đâu, cây đẹp thế này nhưng mà cũng chỉ có hơn 100.000 tí thôi. Cây nhỏ nhỏ mà các bác sưu tầm thì cũng có khi chỉ mấy chục nghìn. Mặc dù tôi nhập về bị hao hụt rất là lớn, nó thối, nó hư hết. Đi từ Indonesia về đến đây là loanh quanh mất gần 12 ngày. Mất 12 ngày. Chưa tính thời gian họ gửi nội địa và thời gian họ đi săn ở trên rừng nữa. Nên là tỷ lệ hao rất là kinh khủng. Cây như này cũng chỉ có hơn 100.000 thôi. Dòng hồ điệp mà sừng nai màu vàng này thì hoa thơm, hương thơm của nó thì cũng không phải là rất mạnh đâu, nó hương thơm, có hương thơm nhưng hương thơm ở mức độ bình thường.
còn cái hồ điệp sừng nai màu đỏ kia rất là đẹp nhưng mà lại không không thơm. Thì cái đó tôi sẽ giới thiệu riêng một cái video khác, còn video này tôi chỉ chủ yếu giới thiệu với mọi người mấy cây lá bạc. Đây là cây số tôi đánh số là B1, tức là lá bạc một tôi đánh số là B1. Cây nó lá nó rất to như thế. Giá là 520.000. Ai mà được được sờ đến chất lá của lá bạc rồi thì chúng ta biết nó rất là đặc biệt. Cây B2. Cây này dài hơn, nhiều lá hơn. Nhưng mà lại nhỏ hơn một chút. Cây này giá 480.000. Cây này là cái cây mà nó rễ nó như thế này. Rất đẹp. Cây B3. B3 cũng là một cây nó gần gần giống như B1. Nhưng mà nó nhiều lá hơn. Thì hơn cây B1 10.000. B3 530.000. Cây B4. B4 thì nó lại gần giống B3. Giá nó là 490.000. Cây B5 này là một cây có chiều dài của lá rất là cũng khá là dài, khoảng 32 cm và độ bạc rất là cao. Nhưng mà nó chỉ có hai lá thôi. Do đó tôi chỉ đưa ra giá nó với là 470.000. Đó thì tôi chỉ đưa ra 5 cây này. Còn lại mấy cây nữa thì nó là cây đôi và cây to hơn, giá nó sẽ cao hơn. Nếu bác nào muốn quan tâm đến các cái cây cao hơn thì các bác nhắn tin vào Zalo số Duy Anh đã đính ở trên màn hình. Đấy, những cây này rất là to lớn và nó là dòng, một là cây to, hai là như cây này, cây đôi này. Cái này cũng là cây đôi này. Thì giá nó rất cao, thì bác nào muốn sưu tầm nó hơi hơi lớn tiền một tí thì các bác nhắn tin riêng. Còn có cây này này, rất là đẹp. Độ bạc rất là cao. Chúng ta nhìn cái lá ngọn này. Nhưng mà nó bị một chút cái con côn trùng nó đốt. Nên cái này tôi để tôi dưỡng. Chứ bây giờ mà bán rẻ thì mình lỗ. Mà bán giá như những cây này thì sợ lại khó. Mà nếu bán thấp đi thì như những cây khác thì nó giảm đi 1-2 chục thì được, nhưng những loại này bán là bị lỗ. Nên tôi để lại tôi dưỡng, khi nào nó lên những lá sau thì tôi sẽ bán sau. Thì sau video này, có thể tối hôm nay thì không kịp làm, đến mai sẽ đăng một cái video mà giới thiệu với các bác những cái cây hồ điệp sừng nai này. Sừng nai rất đẹp, nó còn kèm một cái cây này hình như cái kiều dẹt, là đùi gà dẹt. Cây rất là khỏe mạnh, nhìn cái rễ của nó này. Còn bác nào mà muốn lấy Pucha, à quên, Ludi, những cây bụi lớn thì các bác nhắn tin riêng nhé. Cái này mà đưa ra đây thì nó cũng hơi cao tiền nên tôi không muốn nêu ra. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt.